thôi. Rồi chung quy ai cũng nói cái câu là không có duyên. Dạ. Nhưng mà nhiều khi bữa nay hai bạn có duyên nha. Với cặp mắt của Tường và Tường dòm nãy giờ thấy hai bạn có vẻ là hơi hơi rồi, rồi có duyên rồi đó chị. Có duyên rồi đó. Có duyên. Thấy nè, trùng hợp tình yêu cũng lận đận á. Dạ. Mà hai mặt này có nét là phu thê lắm nè. Mà thường thường tôi đoán là hay trúng lắm á. Thiệt. Tin tôi đi. Rồi. Rồi em trai mình cởi mặt nạ được rồi đó cưng. Chào em. Chào chị Cát Tường. Trong bóng tối thấy hơi khó chịu đúng không? Dạ từ nãy giờ. Rồi bây giờ mình sẽ trò chuyện lớn lên nha. Dạ ok chị. Đối diện với em á là bạn gái của em đang ngồi đây rồi. Bây giờ dạ. Chúng ta chỉ cách nhau một trái tim thôi nha. Hãy trò chuyện thật là lớn để hai bên có thể nghe được nhau. Rồi mời em trai nói trước. Em chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên đối diện. Em tên là Nguyễn Văn Công, năm nay em 35 tuổi. Em thì quê gốc ở Thanh Hóa, hiện tại em đang sống và làm việc tại Bình Dương. Bình Dương, em đang làm công việc gì không? Em kinh doanh tại nhà, em kinh doanh vật liệu xây dựng. Kinh doanh gì? Vật liệu xây dựng, chị Cát Tường. Vật liệu xây dựng, rồi. Rồi, mời em. Cát Tường, anh đây sợ. Ohio Zayma, ai tên Hito. Ohio Zayma, watashi wa Haien tomoshimasu. Thanh Nguyên Cả Kimashita, kotoshi wa 34 sai desu. よろしくお願いします. Chuyện đi, bạn nữ ta chào mình kìa. Chào em. Ohayou gozaimasu. Không nghe hả? Không nghe hay là không hiểu? Không nghe. Không nghe em ơi, nói lớn. Ohayou gozaimasu. À, không nghe. Chào anh. Chị có nghe em nói không vậy? Nghe chứ. Em nghe chị nói. Em nói lớn lên được không em? Chào anh. Chào em, anh nghe rồi đấy. Ủa giờ mới nghe luôn hả? Chứ nãy giờ người ta nói không nghe hả? Hồi nãy em nói gì vậy? Em làm lại cho anh nghe. Nói lớn lớn cho anh nghe. Em tên là Yến, đến từ Thái Nguyên. Năm nay em 34 tuổi. Chào rồi, anh. Chào Yến. Nghe chưa? Giờ nghe rồi. Bây giờ mới nghe. Lỗ tai ông này chắc có vấn đề quá à. Người ta nói từ sớm giờ này mới nghe. Thiệt không nghe không hay là nghe mà không hiểu? Ủa mà sao em chào ngộ vậy em? Em chào ấn tượng quá vậy? Dạ em là việc liên quan đến tiếng Nhật nên là em muốn chào bằng tiếng Nhật ạ. Người ta là ta chào mình bằng tiếng Nhật, mình vẫn nghe tại mình không hiểu thôi chứ. Thế sao mình vẫn... đúng không? Hồi nãy em nghe không? Em nói thiệt đi. Ừ, nghe nhưng em không hiểu. Thế đó, em nghe em không hiểu chứ sao em không nghe. Em tưởng là chị bảo sao người tiếng Việt rồi em không hiểu gì, nghe em nghe xì đài lồ. Xì lồ. Rồi ủa em cái công việc của em là như thế nào? Dạ em làm biên phiên dịch cho công ty IT của Nhật ạ. Ồ, em làm ở đó lâu chưa? Ừ, dạ cũng lâu rồi ạ. Quê mình ở đâu em? Dạ quê em ở Thái Nguyên ạ. Quê Thái Nguyên mà bây giờ hiện tại chỗ việc làm là mình làm ở đâu? Em làm ở bên Tân Bình. Tân Bình. Còn nãy em là hiện em tại ở Bình là... Dương vậy. Bình Dương. Dạ. Rồi em biết Bình Dương không? Dạ biết, ngày xưa em có làm ở dưới Bình Dương ạ. Những điểm mạnh điểm yếu của em trong công việc là gì? Em thì rất nghiêm túc trong công việc. Điểm yếu thì hơi nóng vội, lúc nào cũng muốn là công việc phải nhanh chóng thành xong. Đó là ưu điểm mình hay là khuyết điểm? Chắc là vừa ưu điểm vừa khuyết điểm ạ. Vừa ưu điểm vừa khuyết điểm. Dạ. Luôn. Thế còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là người dễ tính, cởi mở, rất là hài hòa, hay nói chuyện. Bạn bè đều nhận xét mình là một người dễ sống. Dạ. Còn nhược điểm của anh là cũng đôi khi là hơi tin bạn bè, hơi tin người, dễ yếu lòng. Hiện đó tại... là cái nhược điểm của em. Về tình trường thì như thế nào? Em thì đã trải qua một mối tình cách đây 6-7 năm rồi chị Cát Tường. Em quen bạn gái cùng quê, nhưng mà quen được 3 năm nhưng mà sau vài lần chia tay thì sẽ... Gì sao vài lần chia tay? Có nghĩa là cứ chia tay rồi lại quay lại. Nhưng mà tổng cộng quen 3 năm? Khoảng 3 năm. Mà chia tay mấy lần? Chia tay em không nhớ là 4-5 lần gì đó. Nên là cứ chia tay rồi quay lại nhưng em thấy cuối cùng không hợp nữa là cuối cùng là chia tay đến bây giờ luôn. Trời ơi, quen 3 năm mà chia tay mấy lần. Ngộ vậy mà quen có một người một xưa giờ một người đó thôi đó hả? Đúng rồi, còn mấy người lần sau là cứ đang hẹn hò cà phê rồi đang quen thì người ta lại đi lấy chồng. Em biết lý do tại sao mà em quen ai người ta cũng đi lấy chồng không? Em không biết nữa, có lẽ là cái duyên hoặc là lúc đó công việc hay của em nó cũng chưa tới đâu nữa, sự nghiệp. Mình em phải tìm hiểu nguyên nhân. Chứ mình cứ nói mình không biết rồi mai mốt rồi giờ mình quen mối tình này nữa rồi mình lại không biết nữa. Có nghĩa có thể do mình chưa ổn định công việc rồi dạ, mình không có tập trung vô chuyên môn với chuyện tình yêu. Mình không chăm sóc người ta đi. Rồi đó là câu chuyện tình yêu của bạn nam, nghe có vẻ trắc trở quá ha. Dạ. Thế còn em, mấy mối tình? Em cũng trắc trở lắm. Trắc trở tương tự lắm. Tương tự dạ. Sao?
Em thì từ giờ là quen hai mối tình. Mối tình cuối cùng là cách đây 5 năm. Thì cũng hai đứa cũng quen nhau 2-3 năm nhưng mà cũng không hợp rồi chia tay ạ. Lý do tại sao không hợp? Ai cũng nói không hợp hết chứ, không hợp là không hợp làm sao? Đúng rồi, ai cũng nói như vậy. Nhưng còn mà em mấy là... năm rồi mới biết không hợp, hay là mới vô là đã thấy không hợp rồi mà cứ cố gắng? Đã... lúc mới đầu thì hai đứa, tại vì bạn của em thì cũng theo đạo, nên là nghĩ theo đạo thì cũng không thích quen người bên lương. Nhưng mà hai đứa cũng vẫn cứ quen, nhưng mà cuối cùng sau 3 năm thì thấy là không thể kết hợp được nên là chia tay ạ. Thôi rồi, chung quy ai cũng nói cái câu là không có duyên. Dạ. Nhưng mà nhiều khi bữa nay hai bạn có duyên nha. Với cặp mắt của Tường và Tường dòm nãy giờ thấy hai bạn có vẻ là hơi rồi. Có duyên rồi đó chị. Có duyên rồi đó. Có duyên. Thấy nha, trùng hợp tình yêu cũng lận đận ha. Mà dạ, hai mặt này có nét là phu thê lắm nè. Mà thường tôi đoán là hay trúng lắm á. Thiệt. Tin tôi đi. Rồi bây giờ nè, cái mẫu người lý tưởng của em muốn người như thế nào? Em thì cao 1m55 nhưng mà em vẫn muốn bạn trai phải cao hơn em chút. 1m7. Em cao nhiêu? Em cao 1m65. 65 được không? Thôi bớt chút đi. 34 tuổi rồi nha. Dạ thôi bớt chút. Bớt nha. Dạ bớt chút cũng được. Ừ, tiêu chuẩn gì nữa? Mặt thì sáng sủa một chút, gọn gàng, sạch sẽ. Tâm lý tôn trọng phụ nữ. Nếu mà có kết hôn á thì hỗ trợ công việc gia đình, tại vì hai người đều đi làm á. Nên là cũng muốn là bạn Nam hỗ trợ công việc của gia đình luôn. À, coi như là cũng có phụ làm việc nhà, cơm nước dọn dẹp, đúng hỗ trợ đó, phải không? Em biết làm mấy chuyện đó không em? Chuyện đó là bình thường đối với em vậy. Em có thể phụ là vào bếp nấu cơm hoặc là lau nhà rửa chén cùng với vợ. Nếu mà hai vợ chồng cùng làm cùng vào bếp thì đó là điều rất là tuyệt vời. Được, còn gì nữa không? Dạ như đó thôi ạ. Còn sau là tìm hiểu sau ạ. Có cái điều gì em không thích ở bạn Nam? Em không thích là bạn Nam hút thuốc. Tại vì em bị dị ứng với thuốc, ngửi thấy mùi thuốc là hơi khó chịu, đau đầu buồn luôn. Thế còn em? Em có biết hút thuốc không? Em không hút thuốc. Tôi nói hai người đại hợp mà. Nè, quý vị, hiện tại là cũng có rất là nhiều bạn đang comment là hai bạn, bạn trai này là chân thành, rất là hợp với em đó. Không biết ta tư vấn vậy đúng hay không nha. Rồi, chắc được. Em bạn trai, em muốn một mẫu người bạn gái như thế nào? Một mẫu người bạn gái của em thì là một mẫu người có gia đình, vui vẻ hòa đồng, không có ngang tính lắm, thì em nghĩ là phù hợp với em nhất. Ví dụ như giờ bạn gái ăn mặc hơi sexy chút xíu, tóc là nhuộm hơi màu sắc chút xíu, em thấy sao? Trong một cái phạm vi giới hạn nào đó thì vẫn bình thường đấy chị Cát Tường. Như cái giới hạn của em là giới hạn như thế nào? Có nghĩa là tóc tai chẳng hạn là đừng có rực rỡ quá là được, còn có em những người xanh họ nhuộm tóc rất là đẹp nhưng mà đừng có sặc sỡ quá là được. Rồi, đâu hôm nay em có hình ảnh gì em cho chị coi coi. Bình thường thì em có cái sở thích gì không? Em thích xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh. Xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh. Dạ. Đọc chuyện gì, ví dụ? Phim truyện Conan. Em có coi hoạt hình, đọc truyện tranh gì không? Truyện tranh thì em ít đọc. Em dòm trong này coi có anh, có cô nào giống Conan rồi gì chẳng không? Đây, em hãy tìm đi. Trong ba cô ấy sẽ có một cô là bạn gái của em ngày hôm nay đó. Dạ không. Để thử cái giác quan của mình nha. Không có cô là, nhưng mà chắc có cô Mori ạ. Cô Mori là ai? Mori là thám tử ngủ gật đấy ạ. Thám tử mà ngủ gật hả? Ngủ dạ. Sao làm thám tử? Ông làm thám đâu? Tử rất là giỏi. Thám tử đâu? Thám tử ngủ gật đâu? Đoán đi. Dạ anh này. Anh này? Dạ. Ủa tại sao em đoán anh này? Nãy giờ chị đâu có nói gì mà em đoán anh này hay vậy? Tại vì em ấn tượng khác với phong cách khác với lại những người còn lại. Anh này là thám tử ngủ gật đấy hả? Dạ. Em tỉnh táo lắm mà anh cũng ngủ gật gì đâu. Rồi sao rồi cưng? Có ba người ở đây, năm chàng trai mà cô ấy đã chọn ra em trong ba giây thôi đó. Em nghĩ là... Sao em chọn cô này? Lý do? Em cảm nhận điều đó. Cảm nhận? Dạ. Cầm đi để một coi cảm nhận mình đúng hay không. Em có thể cho chị xem một cái tấm hình của em trong Facebook không? Anh ơi đừng sốc nha anh. Em dòm coi, em tìm coi, em là thám tử ngủ gật đúng không? Em coi thử coi. Đây là bạn gái của em đó. Sao? Đẹp gái không? Em có coi trên mạng, em có thấy mấy chơi trò chơi người ta chơi là vậy thì thành công không? Đăng cái hình 10 năm trước chứ 20 năm trước á. Đây là 10 năm trước đúng không? Này bao nhiêu năm trước em? 11 năm trước. 11 năm trước đó. 11 năm trước thì bây giờ cũng khác rất là nhiều. Em nghĩ là em đoán đúng. Vậy thì thành công không? Thành công. Vậy thì thành công hả? Dạ.
Rồi, chúc mừng các bạn. Một bên là thám tử ngủ gật, một bên là dậy thì thành công. Bây giờ chúng ta sẽ trực tiếp gặp nhau để xem coi cái cảm nhận đầu tiên của mình có đúng hay không nha. Chào em. Xuất sắc. Rồi, giờ sao? Thành công không? Dạ. Em chọn đúng không? Dạ không. Hả? Dạ không. À, giờ biết anh là ai không? Dạ bên này ạ. Hả? Cái gì vậy cô? Em không phải thám tử nhưng em thích thám tử. Trời ơi, dạ, đây nhìn hình rồi mà còn chọn chưa đúng nữa. Sorry. Hồi nãy chọn em sai rồi. Nhưng mà bên này giác quan rất đúng. Ủa mà tại sao em nhìn tấm hình mà em cổ chưa có gợi ý gì hết mà em đoán ra được cổ hay vậy? Em nghĩ là thứ nhất là em nghe cái giọng thì không thể đoán được, nhưng mà nghe cái độ tuổi chẳng hạn. Hai bạn đã đến với chương trình hẹn ăn trưa, cho nên chúng ta sẽ có một buổi ăn chung với nhau để trò chuyện, để cảm thấy là thân mật hơn nữa. Hôm nay thì chương trình đã chuẩn bị cho hai bạn, đó là món mì bì Ý Bagasti ha, mà hai bạn cùng thưởng thức. Nhưng mà nhớ nha, tranh thủ vừa ăn cho no bụng nhưng phải trò chuyện tâm sự với nhau. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay lại. Yeah. Tự nhiên nha. Yeah. Chủ động lên nha. Thật thà dễ thương. Cảm ơn chị. Mời em ăn trưa. Em đi xuống anh em mình nói chuyện. Hôm nay em nói tiếng Nhật anh không hiểu. Thì đúng rồi, nói mà người nào không có học thì cũng không có nghe, cũng không hiểu. Đúng rồi. Là em vào đây được lâu chưa? Dạ, em vào đây học đại học được cũng 14-15 năm rồi ạ. 14-15 năm. À vậy là cũng... cũng bằng anh ạ. Giống anh á. Dạ, cũng bằng anh. Thôi mời em. Dạ, mời anh. Anh có thích món Tây không ạ? Hay là mình thích món... ăn Tây á? Anh thì ăn cây vừa phải thôi. Hả? Một chút. Ăn cây á? Không, em hỏi anh có thích món Tây không ạ? Ý em hỏi cái món ăn này đúng không? Dạ. Hay là thích món truyền thống của mình hơn ạ? Anh là cũng người dễ ăn, dễ nuôi. Nên là món các món ăn thì cũng món nào anh cũng ăn được. Dạ. Tất nhiên là món Bắc thì phù hợp với anh hơn, anh người Bắc mà. Nếu em mà xác định quen ai đó thì khoảng bao lâu em xác định sẽ tiến tới hôn nhân? Bây giờ cũng bước qua tuổi 3 rồi á, nên là mẹ em càng nhanh càng tốt ạ. Càng nhanh càng tốt ạ. Anh vậy là gấp rồi đúng không? Dạ, gấp lắm rồi ạ. Thực ra là nếu mà hiểu nhau thì có thể là đốt cháy giai đoạn được. Đốt cháy giai đoạn là đốt bao nhiêu đoạn? Anh nghĩ là phụ thuộc vào anh với em thôi. Thế đốt cháy theo cái cảm nhận của hai người. Thì tôi ở ngoài mà tôi nghe cái gì đốt cháy giai đoạn vậy đâu có được, đâu có đốt được. Đốt em nghĩ ngày xưa muốn đám cưới phải có từng bước, phải có dặm ngõ, phải đám hỏi cho con ta, phải có giá chứ đúng không? Cái đó thì vẫn đủ, nhưng mà đốt giai đoạn là bỏ cái giai đoạn. Bớt binh đi, chưa gì đã binh rồi. Trời ơi, thiệt ra ghê thiệt. Không biết hôm nay bà Mai ngồi đây có còn có cái công dụng gì không, chứ thấy hai cái này cặp này cái hai người này giống như là tình trong như đã mặt ngoài còn e đó. Bây giờ tôi bóc mẻ bóc phốt nè. Hồi nãy tôi ra ngoài ở đây mọi người ăn đúng không, tôi ra tôi kiểm tra Facebook của bạn, tôi thấy bạn hình như là còn đăng hình vặn cái cũ trên Facebook đúng không, đưa điện thoại cho tôi kiểm tra đúng không? Có đúng đấy chị Cát Tường. Tại sao? Không, cái này là đăng lâu rồi, có nghĩa là từ ngày đăng quen nhau cơ. Chị bây giờ vẫn còn nhung nhớ đúng không? Không, bây giờ thì không còn liên lạc với nhau nữa rồi. Không còn liên lạc nhau nữa rồi. Bây giờ ví dụ như mình có bạn gái mới rồi. Rồi giờ bạn gái của em có thích bạn trai để hình bạn gái cũ cho dạ, không? Đó, em nói thẳng với cậu ảnh đi, nói thẳng không, đi. Không, không thích lắm. Không sao, thì cái này là do anh để lâu rồi, cho nên là bây giờ nó đang còn nằm ở trên đây. Chứ không phải là bây giờ để mà nhung nhớ hay cái điều gì đó đâu. Tại nguy hiểm lắm, tình cũ không rủ cũng đến nên là... Không, cái này thì đã 6 năm rồi không liên lạc với nhau nữa rồi. Nhưng mà giờ, ví dụ bây giờ bạn gái thì mốt giờ thí dụ nè, hồi bấm nút hẹn hò hay bạn yêu nhau nè, bây giờ bạn gái mới của em yêu cầu em là bỏ những tất cả những cái gì liên quan bạn gái cũ xuống khỏi Facebook, em có đồng ý không? Sẵn sàng thôi chị, bình thường mà, không có gì hết. Giúp em đó nha, nhớ không, nha. Không xóa, em tự xóa. Trời ơi, game, không xóa. Được rồi, bây giờ Tường sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ nhỏ nữa. Thật ra chị chỉ ghẹo em thôi, chứ còn cái chuyện mà cái chuyện đó là chuyện cá nhân. Giống như mình vậy thôi, cái chuyện đó là chuyện cũ rồi. Mình không có để ý tới, chừng nào mà ngày nào mà ảnh cũng vô anh coi thì lúc đó mới là vấn đề. Yeah. Đúng không? Còn mình đâu cần tin nhỏ mọn mà phải lục 6-7 năm trước mình phanh phui đăng chi. Đúng rồi. Bây giờ Tường sẽ cho có một cái trò chơi dành cho các bạn ha. Trên tay của Duy Tường là hai sắp bài.
Trong này nó có những yêu cầu của chương trình đưa ra. Bây giờ bạn trai, bạn gái hãy bóc những cái lá thăm của mình và yêu cầu đối phương thực hiện cái điều trong này. Được không? Dạ. Mời em trước. Đọc lớn lên và yêu cầu bạn nam thực hiện cái điều trong này. Yêu cầu của em cho bạn nam là điều gì làm bạn từng làm cho một cô gái tổn thương nhất? Điều gì anh làm cho cô gái tổn thương nhất? Có lẽ là em nghĩ là chắc là liên quan đến cái vấn đề mà nó hơi tế nhị, đó là vấn đề quả cáp. Đôi khi là những cái vấn đề nó liên quan đến quả cáp vật chất thì có lẽ là em nghĩ là làm cho người ta tổn thương. Em nghĩ là như vậy. Vậy là lưu ý ha, lâu lâu cũng phải có tặng quà rồi cho chắc không tặng quà đó. Không có lãng mạn gì hết. Rồi mời em. Em thích lãng mạn lắm mấy ơi. Quà không cần là vật chất. À, nhưng mà cái quà nó phải có giá trị về có thể là tinh thần cũng được, chứng tỏ là mình có quan tâm đến người yêu của mình. Nếu yêu nhau, bạn nữ có chấp nhận việc sống thử? Thì em cũng hơi truyền thống một chút, nên là nếu mà chưa có kết hôn thì em cũng không có thích sống thử. Hiểu hiểu từ sống thử chưa? Hiểu. Hiểu chưa? Sống thử là sống chưa kết hôn ạ. Trời ơi, hả? Nó ăn cơm trước kẹn rồi. Nói vậy em có ăn cơm trước kẹn chưa? Em á? Chưa chị. Hả? Chưa. Còn nguyên hả? Hả? Còn trong trắng trên nguyên hả? Không, ý là ăn cơm trước kẹn với người yêu rồi, đó là chưa. Vậy là em ăn với người khác hả? Bánh trả tiền rồi hả? Hả? Kìa bạn gái hỏi kìa, trả lời đi cho rõ. Bánh trả tiền rồi hả? Mấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà tất nhiên là không thể nào mà nguyên được, đúng không chị? Thôi, một chàng trai rất chân thành. Em bữa nay hên á. Được chưa? Đoạn đó chị. Rồi, bây giờ vui rồi, chơi rồi, bây giờ lắng động lại một chút xíu. Chị Tường muốn hai bạn nhìn thẳng vào nhau đi. À, mình hãy nói cho đối phương biết mình cảm nhận như thế nào về đối phương. Nói thật lòng nha, hồi nãy giờ bạn là một chàng trai rất chân thật. Mịch mà em à, anh thấy thì em cũng là người em rất là dễ thương, cũng rất là chân thật. Nói chung em thì cũng thích phù hợp với người Bắc hơn. Đây là một cơ hội để cho anh em mình có duyên hẹn hò với nhau, là cơ hội để anh em mình tìm hiểu. Cái chuyện xa hơn tiến tới hôn nhân hay không thì nó còn phụ thuộc vào cái quá trình mà anh em sau cái buổi hôm nay nữa. Thì em cũng nghĩ là anh khá là chân thành, mà thực sự thì em nhìn cũng thấy quen quen. Quen đâu nào? Quen từ kiếp nào? Nói rồi, nói mặt hai bạn là phu thê mà. Không biết quen từ kiếp nào, nhưng mình có mặt ở đây thì có duyên rồi. Còn có lợi hay không thì là ở chuyện sau này. Có lẽ vậy, đúng rồi. Mọi thứ nó phụ thuộc vào cái khoảng sâu bữa ngày hôm nay rất là nhiều nữa. Thật sự là hôm nay á, mà ngồi đây làm mai mối cho hai bạn thì Tường cũng rất là vui. Tường nghĩ rằng tất cả quý vị đang theo dõi cũng thấy hai bạn này giống như là đâu được gặp nhau và yêu nhau từ kiếp nào rồi đó quý vị. Bây giờ mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Chị Tường xin nhắc cho hai bạn biết như thế này. Đúng là ở đây chúng ta chỉ có ít phút trò chuyện thôi, nhưng nó rất là quan trọng, bởi vì tình yêu nó là cảm xúc. Cảm xúc từ ở cái nhìn đầu tiên. Cho nên á, suy nghĩ thật kỹ. Nếu như thật sự chúng ta bấm nút là chúng ta hẹn hò tìm hiểu ha, để tiến tới hôn nhân, nếu cho tôi cảm thấy không phù hợp chúng ta không bấm. Cái quyết định là do ở hai bạn. Chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu đồng ý bấm nút thì chúng ta bấm mạnh vào, còn không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Rồi, bạn trai còn muốn nói gì nữa không? Cô ấy bây giờ thuộc về em rồi đó. Hát tỏ tình cái đi. Hát đi là cưới luôn đó. Hát hả? Ừ. Em không thuộc nhiều về hát. Hát một đoạn. Rồi, một đoạn thôi. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông dịu dần bên sông. Hết ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng về bên đây đi em. Xin mời em. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Chị Tường rất vui và ngày hôm nay đã mai mối được cho hai bạn ha. Và với cái cảm giác của chị ngay từ đầu, chị đã nói rồi, cặp đôi này là có tướng phu thê đó. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau, kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ đi nè. Đó. Rồi, hôm nay là chị thấy hình như là em có đi chung với gia đình phải không? Dạ, đi chung với lại cô bạn với lại em đồng nghiệp ạ. Vậy hả? Dạ chào cô, chào đồng nghiệp. Dạ, cô với bạn có thể ra đây được không? Ra đây đứng chung luôn cho vui nè. Cô thấy hôm nay hai bạn này xứng đôi không cô? Nãy giờ Tường nói hai bạn này có tướng phu thê, mà mọi người khán giả ở dưới cũng comment nói là hai bạn này có tướng phu thê. Cô thấy sao cô? Đấy, cũng được. Được ha. Đó,
bao nhiêu người hôm nay, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ cho hai bạn. Cố gắng sớm báo tin tức, có tin vui là báo liền cho chương trình nha. Yeah. Rồi, chị Tường thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn một cái voucher tặng hai set cơm bò cay Hàn Quốc và đồ uống cho cặp đôi hẹn ăn trưa tại nhà hàng Mr. Stick nha quý vị nha. Yeah, rồi, em có quà tặng anh. Là em muốn chọn con đơn nhưng mà vì anh nên anh sẽ không cô đơn nữa. Rồi, cảm ơn em. Thì anh cũng có hôm nay là tự nhiên hai người phù hợp đi tặng sách cho nhau. Anh tôi cuốn sách này anh cũng đã từng đọc và anh rất là thích, thì anh nghĩ là cuốn sách này, em đọc cuốn sách này thì sẽ hiểu được cái bản tính con người anh. Rồi, chúc mừng nha. Kính thưa quý vị, vậy là bên đây là Cát Tường đã mai mối thành công được cho hai đôi này rồi. Và với cái cảm giác của mình thì Tường hy vọng rằng hai bạn này sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Và bây giờ thì Cát Tường xin nói là chào tạm biệt. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.